Ngày 30 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Bảo Cường tổ chức kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kỳ họp đã thông qua nhiều báo cáo, tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, xã Bảo Cường đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đề ra. Cụ thể như tổng sản lượng lương thực có hạn đạt 1.186,1 tấn, đạt 47,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt 7,5 tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bám sát chương trình công tác, triển khai các kế hoạch hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của luật, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tổ chức các phiên tiếp xúc cử tri để tổng hợp các ý kiến từ các đại biểu và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trên kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân xã Bảo Cường đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân xã Bảo Cường khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã Bảo Cường năm 2023.